bạn trên các bạn ở nhà thấy không? Các bạn ở nhà có học không hay là đi ngủ rồi? Dạ thấy rồi. Rồi ok. Hôm nay mình sẽ học tới hai bài luôn ha. Thôi anh sẽ chỉ trực tiếp chỗ này để cho các bạn trong đó thấy nữa. À, sẽ chỉ trực tiếp ở trên slide luôn để các bạn ở trên trên gì? Ở ở nhà còn thấy chứ. Duplicate. Resume slide sau chứ. Đâu rồi? Đây nè. Đó. Chứ nó có gì vậy? Dịch tự động hả? Đây đi hả? Đó. Rồi. Hôm nay chúng ta có hai bài trong vòng một tiết ha. Ha, cố gắng chạy cho nhanh. Đầu tiên chúng ta sẽ học bài Good ha. Good thì Y3 chắc học rồi. Y4 đâu có nhắc lại đâu đúng không? Các bạn nào đi lâm sàng cơ xương khớp thì chắc sẽ được học bài gút lại. Về cơ bản thì bài gút nó là một trong những bệnh rất là thường gặp. Ừ. Chúng ta sẽ nhắc lại một chút về tổng quan rồi về chẩn đoán. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua phần điều trị ha. Thì tôi sẽ nhắc lại cái bệnh này rất là thường gặp nha. Nhưng tỷ lệ chiếm từ 1-3%. Tức là ví dụ lớp, mỗi lớp đều có 200 bạn đúng không? Thì sẽ có khoảng bao nhiêu người bị? Có tầm khoảng 5 người bị đúng không? À, cứ 100 người là có 5 người bị. Và đặc biệt á, là nó thường gặp ở đâu? Một là nam giới, hai là nữ sau mãn kinh. À, trẻ em thì rất là hiếm gặp trừ trường hợp mà họ có rối loạn, có một cái rối loạn gen, tức là rối loạn di truyền thôi. Hoặc có bệnh thận gì thôi. Chứ còn thường chỉ gặp ở nam giới và ở nữ mà sau mãn kinh hoặc là nữ mà những người nữ mà bị suy dinh dục. Thì người ta không hiểu lý do tại sao nhưng mà cái hormone estrogen là một cái hormone giúp cho nữ tránh khỏi tình trạng tăng axit huyết máu. Trừ trường hợp người nữ đó có cái bất thường về về gen dẫn đến làm giảm thải axit huyết qua thận hoặc có bệnh lý về thận thôi. Chứ còn một người phụ nữ bình thường thì thường là sau mãn kinh họ mới bị chụp lại gì thế nữa gửi mà. Ha. Sẽ bị gửi qua cái vùng mất rồi. Trừ trường hợp mình nữ đa số là nữ sau mãn kinh thì mới bị gút thôi ha. Rồi, có một điểm đặc biệt là tăng axit, nó là một yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh tim mạch và bệnh thận. Tức là những người ta axit máu thường sẽ có nguy cơ tăng bệnh tim mạch cũng như là bệnh thận sau này ha. Nhưng mà chỉ có một số trường hợp tăng axit máu để bệnh gút thôi. Ví dụ ở đây các bạn đi ha, các bạn trước khi mai mốt ra trường nè thì sẽ đi khám sức khỏe ha, khám sức khỏe sơ bình thường sẽ làm axit máu thì ví dụ như khoảng 100 bạn thì có khoảng 20-30 bạn sẽ bị tăng axit máu, đặc biệt là nam giới. Nhưng mà trong 20-30 bạn đó thì chỉ có 5%, thường là chỉ có tối đa 5% 20-30 bạn đó sau này chuyển thành gút rồi thôi. Như vậy là 95% còn lại là sống cuộc đời có tăng axit máu nhưng mà hoàn toàn không bao giờ bị gút ha. Rồi. Và đặc điểm của nó là axit, đa số các trường hợp mà tăng axit máu hoặc là bệnh gút thì đa số trường hợp là do giảm thải qua đường thận. À, giảm thải qua đường thận thì nó có nhiều cơ chế lắm ha, nhưng mà hôm nay chúng ta chủ yếu là về phần điều trị cho nên chúng ta không có nhắc nhiều về phần cơ chế. Thì nhắc lại tí xíu về sinh lý bệnh thôi, tức là cái axit máu nó sẽ được tạo ra thông qua hai cơ chế. Một là chúng ta ăn vô, ăn vô. Hai là do các tế bào trong cơ thể chúng ta bị chết đi. À, thì cái gì nó chuyển hóa thành axit, đó là các cái ADN. À, trong ADN nó có các cái axit nucleotide mà nhớ ha, biết còn nhớ không? Chắc quên rồi đó. Axit nucleotide thì mình có purine với pyrimidine nhớ không? Thì cái nhân purine nó sẽ chuyển hóa thành, nó thoái dáng thành axit. À, trên tất cả những cái trường hợp nào mà dẫn đến gia tăng chết tế bào, ví dụ như là gì? Ví dụ mình chấn thương, ví dụ như bỏng, ví dụ như mình xuất huyết tiêu hóa nè. À, hoặc là những trường hợp mà chúng ta điều trị ung thư á, chúng ta điều trị ung thư là chúng ta phải diệt các tế bào ung thư đúng không? Thì nó cũng sẽ làm tăng tạo axit. À. À. Nhưng mà thường những cái trường, những cái cơ chế mà gọi là tăng tạo axit, đa số trường hợp là nó chỉ thoáng qua thôi. Ha. Còn cái cơ chế mà dẫn đến là tăng axit kéo dài, đa số là giảm thải. Giảm thải. Thì thấy ở đây thì đến 2/3 cái lượng này á, nó lượng axit này nó sẽ được thải qua thận. À,
Và đây là cái nguyên nhân chính, tức là giảm tình trạng thải acid qua thận là nguyên nhân chính nó dẫn đến tình trạng tăng acid máu. Cái này không bỏ qua đi. Rồi, giờ chúng ta sẽ qua cái phần chẩn đoán gút ha. Bây giờ thứ nhất, một bệnh nhân chẩn đoán gút thì yêu cầu đầu tiên là bệnh nhân phải có viêm khớp. Bệnh nhân đã từng viêm khớp hoặc hiện tại viêm khớp, nhưng ít nhất bệnh nhân phải viêm khớp đã. Nếu bệnh nhân chưa bao giờ viêm khớp thì không được chẩn đoán bệnh nhân bị gút nha. Có điểm đó, điểm cực kỳ quan trọng. Rồi, nếu bệnh nhân có bị một lần viêm khớp trong đời, xong rồi chúng ta có khả năng lấy được dịch khớp và chúng ta đem đi soi tinh thể. Và nếu tìm được tinh thể urat thì đó là tiêu chuẩn vàng ha. Nhưng mà cái tiêu chuẩn này khó đạt được lắm, tại vì ít cái cơ sở nào mà chúng ta có thể soi được cái này. Tại vì để soi cái này chúng ta cần phải có cái kính hiển vi phân cực. Kính hiển vi phân cực thì hiện tại chỉ có bệnh viện 115 là có, Đại học Y Dược thì không có, Chợ Rẫy cũng không có ha. Đại học Y Dược thì dự kiến mua thôi. Bệnh viện Đại học Y Dược á, nó dự kiến mua, mà lần cuối cùng bên đó hỏi anh là sử dụng máy gì thì cũng cách đây cũng 1-2 tháng vậy đó. Cho nên chắc cũng chưa mua đâu. Rồi, nếu như chúng ta không làm được cái bước 2, tức là chúng ta không có đủ điều kiện, hoặc là chúng ta không lấy được dịch nè, hoặc là chúng ta lấy được dịch nhưng mà không có cơ sở, không có kính để chúng ta soi, hoặc là chúng ta soi rồi chúng ta không lấy tinh thể, thì chúng ta sẽ không đạt được bước 2, thì chúng ta sẽ qua bước 3. Thì bước 3 là chúng ta sẽ tính điểm. Ha. Rồi, cái bước 3 này nó tính điểm, thật ra cái bước 3 này nó giúp cho, nó là một cái tóm tắt về cái đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của gút luôn đó. Ha. Cho nên các em chỉ cần nắm được cái bước 3 này là các em có thể nắm được cái lâm. Rồi, cái này là cái tinh thể urat mình soi thấy kính hiển vi ha. Đây là anh chụp ở trong cái kính hiển vi ở bên bệnh viện 115. Thì đầu tiên người ta cho soi này là soi kính hiển vi đường đen. Thì cái tinh thể urat nó sẽ sáng lên như vậy ha. Và sau khi chúng ta đưa vô phân cực thì tùy thuộc vào cái hướng của cái ánh sáng phân cực đó mà tinh thể nó sẽ có màu xanh hoặc là màu vàng ha. Thì cái này biết vậy thôi ha. Lý do tại sao chúng ta phải có kính hiển vi phân cực là tại vì nó có một cái bệnh gọi là bệnh giả gút. Thì trong cái bệnh giả gút đó, nó có tinh thể sẽ là hình que. Bạn thấy cái hình này có giống hình que không? Thì để mà phân biệt được á, thì chúng ta phải dùng kính hiển vi phân cực, tại vì màu sắc của hai cái tinh thể urat và tinh thể giả gút á, thì nó ngược nhau, nó khác nhau. Cho nên thật ra nếu chúng ta chỉ nhìn kính hiển vi thông thường thì chúng ta không có biết được nó là gút hay giả gút. Chúng ta phải dựa vào kính hiển vi phân cực. Rồi. Thì bây giờ đây, cái này là bước thứ 3 nè. Chúng ta tính điểm. Nếu mà bệnh nhân đủ 8 điểm thì chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân bị gút ha. Thì đây nó sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là cái này là đặc điểm lâm sàng. Thứ nhất là mình coi bệnh nhân này đau ở khớp nào ha. Và chúng ta sẽ lấy, trong bảng tiếng Anh của nó có chữ ever, nghĩa là sao? Từ trước tới giờ, chứ không phải đợt này, tức là từ trước đến giờ, có thể là một đợt, có thể là nhiều đợt. Mình sẽ lấy từ trước đến giờ có bệnh nhân có những cái tính chất này hay không. Không bắt buộc phải đợt này. Rồi, bây giờ thứ nhất vị trí sưng thì mình coi bệnh nhân có bị viêm khớp nào. Từ trước đến giờ có bị viêm khớp ngón chân cái hay không. Nếu có một lần bị viêm khớp ngón chân cái thì coi như bệnh nhân bị 2 điểm. Còn nếu bệnh nhân bị viêm các cái khớp khác mà không phải khớp ngón chân cái thì 1 điểm thôi. Còn những cái khớp khác ngoài cái khớp cổ bàn chân thì chúng ta không tính điểm. Tại vì 50% trường hợp bệnh nhân vô được gút cấp là bệnh nhân sẽ bị viêm khớp ngón chân cái. 30% còn lại là nằm ở cổ chân hoặc bàn chân. Và chỉ có 20% là ở các cái vị trí khác mà thôi. Rồi. Đặc điểm kế tiếp là biểu hiện của đợt cấp. Thì bệnh nhân thông thường vô đợt cấp bệnh nhân sẽ có 3 cái đặc điểm này. Đỏ khớp. Bệnh nhân có rất là đau. Đặc điểm của một cái đợt gút cấp là ngày hôm trước bệnh nhân có thể hoàn toàn bình thường, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ bệnh nhân hơi đau tí xíu thôi. Nhưng mà đến sáng hôm sau là bệnh nhân đau đi không nổi luôn. Hoặc là bệnh nhân đi xe lăn vô, hoặc là bệnh nhân đi nạn vô. Và chúng ta ấn vô bệnh nhân rất là đau. Và bệnh nhân có thể là cái vận động khớp đó có thể là khó, cử động là đã khó khăn rồi ha. Nhiều trường hợp không có đi lại được. Mình cứ mỗi tính chất như vậy thì mình tính 1 điểm thôi. Cứ 3 tính chất là 3 điểm, 2 tính chất là 2 điểm. Rồi. Số đợt cấp. Đây là số đợt cấp điển hình, tức là mỗi đợt cấp nó phải có ít nhất là 2 trong 3 cái đặc điểm này. Nha.
và mình, chúng ta không quan tâm là đợt cấp đó bệnh nhân có được điều trị hay không. Ha. Thì đặc điểm của gút là gì? Đặc điểm của những đợt gút cấp, đặc biệt là những đợt đầu tiên nó sẽ tự hết. À, mình có thể điều trị hoặc không điều trị, ví dụ điều trị nó sẽ hết nhanh hơn, không điều trị nó cũng tự hết. Ha. Thì đây là đặc điểm của nó là cơn đau sẽ đạt cường độ tối đa trong vòng 24 giờ. Tức là sau 24 giờ cơn đau sẽ bắt đầu giảm, cho dù mình có dùng thuốc hay không nó cũng sẽ bắt đầu giảm. Và cái triệu chứng bệnh nhân sẽ hoàn toàn hết trong vòng tối đa 2 tuần. À, có người có 2-3 ngày là hết rồi, có người đến 2 tuần sau thì nó mới hết hẳn. Ha. Mà đặc điểm là ví dụ những cái đợt đầu tiên thường nó mau hết lắm, trong vòng 3-5 ngày là hết hẳn. Còn ví dụ bệnh nhân bị tái đi tái lại thì những cái đợt sau á, thì cái cơn đau nó sẽ kéo dài dần dần ra. Và đến một lúc nào đó nó kéo dài thành mãn tính. Và có một điểm một cái điểm mà quan trọng đó là bệnh nhân giữa các đợt cấp bệnh nhân khỏi hoàn toàn mà không cần dùng thuốc giảm đau hay là thuốc kháng viêm gì hết. Ha. Cái điểm này để giúp chúng ta phân biệt nó là bệnh nhân bị các đợt cấp riêng lẻ hay là bệnh nhân bị một cái viêm khớp mãn tính. Nha. Ví dụ như bệnh nhân viêm khớp mãn tính mình nghĩ đến gì? Viêm khớp dạng thấp nè, lupus nè, lúc đó mình không nghĩ đến gút nữa. Trừ trường hợp bệnh nhân có tiền sử nhiều đợt cấp trước đó thôi. À, chứ còn bệnh nhân vô một cái mà bệnh nhân có một cái viêm khớp mãn tính thì lúc đó mình không nghĩ đến gút. À, nhưng bệnh nhân vô một cái bệnh nhân mình hỏi kỹ rồi, ví dụ như bệnh nhân có năm nay bệnh nhân có 2 đợt rồi. Và giữa các đợt là bệnh nhân hoàn toàn bình thường mà thậm chí là không cần dùng thuốc giảm đau kháng viêm gì hết. Bệnh nhân có thể dùng những cái thuốc hạ steroid máu gì đó, nhưng mà cái thuốc đó thì nó không có tác dụng giảm đau. À, nếu bệnh nhân có 2 trong 3 cái đặc điểm này thì mình tính là một đợt cấp. Mình cứ một đợt thì là 1 điểm và từ 2 đợt trở lên thì mình tính 2 điểm ha. Bệnh nhân có nosotophy thì mình tính là 4 điểm. Rồi mình qua cái phần thứ hai, cái phần tính điểm kế tiếp đó là cận lâm sàng ha. Thì cái xét nghiệm acidic máu, cái xét nghiệm acidic máu á, thì thông thường bệnh nhân vô là mình sẽ lấy máu, mình làm xét nghiệm acidic máu luôn ha. Nếu cao thì mình tính điểm theo cái bảng này. Còn nếu thấp thì mình trừ điểm. Còn ở trong ngưỡng bình thường, tức là từ 4 đến 6 thì mình không có tính điểm, không điểm. Có một điểm đặc biệt cần lưu ý á, là cái acidic máu á, không phải lúc nào cũng cao trong đợt cấp. Người ta khảo sát thấy là có khoảng 40% trường hợp bệnh nhân vô đợt gút cấp mà acidic máu bình thường. Nha. Lý do tại sao là tại vì khi mà vô đợt gút cấp nó sẽ có tình trạng là nó tăng các cái cytokine gây viêm á. Và các cái cytokine nó sẽ làm gia tăng thải acidic qua thận. Cho nên có thể là bệnh nhân đã tăng acidic máu đó rồi. Nhưng khi bệnh nhân vô đợt viêm mà đến ngày sáng hôm sau bệnh nhân khám mình lấy máu á. Thì lúc đó là acidic máu được thải nhanh qua thận và nó trở về cái ngưỡng bình thường rồi. Chính vì vậy mà thường á, là người ta không dựa vào nồng độ acidic máu để người ta chẩn đoán, xác định cũng như là loại trừ hoàn toàn được. Ha. Rồi. Và nếu trường hợp ví dụ như mà chúng ta thử mà bệnh nhân trong đợt cấp mà bệnh nhân bình thường thì làm gì? Thì sau đó ha, trong này ghi nè, sau đó chúng ta sẽ lấy lại. Bệnh nhân hết đợt cấp khoảng 2-4 tuần thì mình cho bệnh nhân tái khám rồi mình làm xét nghiệm lại. Ha. Và nhớ nha, là giá trị cao nhất đo được để mình tính điểm. Rồi, so dịch khớp mà không tính thử urat thì trừ 2 điểm. Rồi, mình kết tiếp là hình ảnh học thì mình sẽ có một là bằng chứng lắng động tinh thể urat trên hình ảnh học. Thì cái bằng chứng này hoặc là chúng ta chỉ sử dụng siêu âm. Hai là chúng ta dùng CT năng lượng kép nha. Rồi. Rồi X-quang thì hình ảnh bào mòn xương ở bàn tay bằng chân. Biểu hiện X-quang này thông thường là biểu hiện muộn rồi. Thường là bệnh nhân nó có vô cái trường hợp ta gọi hoặc là có nosotophy rồi hoặc là bệnh nhân bị vô gút mãn tính rồi. Còn để mà giai đoạn đầu thì đa số mình sẽ dựa vào cái hình ảnh siêu âm hoặc là CT năng lượng kép. Thì đây là cái hình ảnh siêu âm nè. Thì thật ra cái siêu âm khớp bình thường đó, nó sẽ không có hai cái đường trắng này đâu. Nó chỉ có một đường trắng dưới này thôi. Xong cái đến là một cái khoảng đen và cái đến là cái đường xám xám này. Chứ nó không có nguyên hai cái đường trắng như vậy. Nếu mà siêu âm khớp lên mình thấy hai cái đường trắng đó thì ta gọi là dấu viền đôi ha. Hoặc là dấu bờ đôi. Thì đó là biểu hiện của tình trạng lắng động acidic. Còn đây là cái hình ảnh CT năng lượng kép. Tức là CT lúc đó nó sẽ phát ra hai chùm năng lượng, một chùm cao, một chùm thấp. Cái năng lượng cao, một chùm cái năng lượng thấp. Rồi sau đó thì ví dụ như mỗi cái chất á, nó sẽ bắt ở một cái mức khác nhau. Ha.
Sau đó người ta sẽ bỏ vô vi tính và ta sẽ quy định là ví dụ như những cái chất mà nó bắt ở những cái mức năng lượng này thì nó sẽ màu đó. À, ví dụ như ở đây người ta quy định là cái acrylic thì nó màu xanh. À, thì chụp CT lên mình sẽ thấy nó màu xanh. Còn ví dụ phần mềm khác nó cho ra màu đỏ hay ra màu đỏ ha. Chứ nó không phải bắt buộc. À, thì đây mình thấy là cái tinh thể uran nó lắng đọng ở những cái này là cạnh khớp nè. Đa số các bạn sẽ thấy là acrylic chủ yếu nó đắng lọng ở mô quanh khớp là chính. Mô quanh khớp là chính ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái phần chính là điều trị. Thì điều trị á, thì chúng ta sẽ có là điều trị không dùng thuốc, điều trị đợt cấp, điều trị hạ acrylic máu và điều trị dự phòng đợt gút cấp. Thì bây giờ điều trị không dùng thuốc á, ở đây nó sẽ có ba cái. Một là những thứ mà chúng ta không nên ăn. À, như nội tạng nè, gan nè, thận nè, thức ăn hoặc thức uống có chất, chứ là đồ ngọt đó. Và rượu là không nên uống trong đợt cấp nha. Hạn chế. Chúng ta hạn chế tức là chúng ta ăn ít thôi. Ít ở đây là mỗi bữa chúng ta ăn ít, chứ không phải là một tháng chúng ta ăn một lần mà ăn cả ký là không được. Lý do là sao? Tại vì những cái chất này, những cái chất hạn chế này hoặc á, là nó sẽ tăng nạp acrylic hoặc là làm giảm thải. Thì ví dụ như chúng ta dùng một lượng lớn như vậy á, thì nó sẽ làm acrylic máu tăng đột ngột và acrylic sẽ không kịp thải qua đường thận và nó sẽ gây được gút cấp. Ha. Còn ví dụ mỗi lần, ví dụ 2-3 ngày chúng ta ăn một lượng ít thì sao? Thì nó mức độ dao động nó không có nhiều. Ha. Cho nên nó sẽ không làm một cái bác được gút cấp. Cho cái mức hạn chế chúng ta phải hiểu như vậy. Tại vì nhất là mua rượu á, mình kêu bệnh nhân hạn chế, bệnh nhân hạn chế nhưng nhịn cả tháng, cuối tháng bệnh nhân vô uống hết nửa chai rượu hoặc là nửa thùng bia thì bệnh nhân vô được gút cấp, là không có được ha. Thì đó, thì đây là những thứ hạn chế, tức là bò, cừu, heo, tức là những loại thịt đỏ. Hải sản có nhiều purin, thì hải sản có nhiều purin, thứ nhất là cá sardin, tức là con cá gì, con cá mòi ở trong cá sốt cà ba cô gái á. Rồi có loại ốc, có loại sò. Rồi nước trái cây ngọt nè nha. Nước trái cây người ta không có khuyến cáo. Là tại sao? Tại nước trái cây chủ yếu là đường ha, chứ nó không có chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Chủ yếu là đường với là các loại vitamin tan trong nước thôi. Ví dụ vitamin B, vitamin C thôi. Mà cái thứ vitamin đó giờ đâu ai thiếu nữa đâu. Rồi rượu thì đó người ta quy định là mỗi giờ một ngày mình uống khoảng 2 đơn vị, hoặc là nam hoặc là nữ một đơn vị, thì ngày nào uống thì cũng được nha. Rồi chúng ta nên chế độ ăn ít béo nè, ăn nhiều rau, uống nhiều nước để tăng thải acrylic qua thận thôi ha, ngưng thuốc lá, giảm cân thể dục vậy đó. Bây giờ vô điều trị đợt cấp. Điều trị đợt cấp tức là khi mà bệnh nhân vô có sưng nóng đỏ đau thì chúng ta sẽ dùng cái áp dụng cái phương pháp này vô ha. Thì á, chúng ta sẽ có 3 thuốc hay sử dụng để điều trị đợt cấp. Chúng ta sẽ lựa chọn một trong 3. Hoặc là colchicine, hoặc là NSAID, hoặc là corticoid. Corticoid chúng ta có thể là uống, hoặc là tiêm bắp, hoặc là tiêm khớp. Thường chúng ta tiêm khớp trong trường hợp là bệnh nhân bị một khớp hoặc khớp lớn. Còn trường hợp bệnh nhân mà bị khớp nhỏ quá chúng ta không có tiêm được, hoặc là chúng trường hợp ví dụ bệnh nhân bị nhiều khớp chúng ta không có tiêm được thì chúng ta phải bắt buộc phải dùng corticoid uống nha. Để mà sử dụng một trong 3 thứ, colchicine, NSAID hoặc corticoid nha. Rồi trong những trường hợp mà bệnh nhân đang sử dụng colchicine để dự phòng thì lúc đó chúng ta sẽ kết hợp colchicine với NSAID hoặc corticoid. Chúng ta nhớ nha, không có được kết hợp NSAID với corticoid. Thế là nhớ ha, không bao giờ kết hợp NSAID với corticoid ha. Nó trừ những trường hợp đặc biệt thôi, chứ còn thông thường chúng ta không có kết hợp NSAID với corticoid. Trong trường hợp bệnh nhân colchicine đang sử dụng colchicine để dự phòng thì chúng ta dùng kết hợp colchicine với NSAID và colchicine với corticoid. Thì colchicine chúng ta dùng liều thấp thôi nha, các bạn nhớ dùng liều thấp thôi nha, đừng có dùng cái liều cao hồi xa xưa. Bạn đi lâm sàng cứ lấy cái liều colchicine từ hồi xa xưa cách đây 20 năm. Liều thấp tức là ví dụ như bệnh nhân vô ngày đầu tiên thì chúng ta cho bệnh nhân uống một viên, xong rồi một tiếng xong ta uống nửa viên. Còn dễ nhớ thì ngày đầu tiên chúng ta uống mấy viên rưỡi, tức là một viên, sau đó ta ăn nửa viên.
Rồi những ngày còn lại thì chúng ta bắt đầu từ ngày thứ hai trở đi thì chúng ta sẽ áp dụng cái liều dự phòng của Cushin. Cái liều dự phòng của nó là nửa viên nhân 1 đến 2 lần mỗi ngày ha. Cái điều cái Cushin thì nhớ là nó chỉ tác dụng khi trong vòng 36 giờ đầu thôi. Kể từ lúc bệnh nhân có triệu chứng. Ví dụ bệnh nhân vô chúng ta ngày thứ 2, thứ 3 thì thường là nó không có, ngày thứ 3 thì nó không có tác dụng nữa rồi. Ha, cái ngày thứ 3 nó không có tác dụng nữa rồi. Thì lúc đó chúng ta chuyển qua chúng ta dùng NSAID hoặc corticoid. Thì trong ba cái thuốc này, Cushin, NSAID và corticoid, thì thuốc nào chúng ta dùng ngắn ngày mà an toàn nhất? Corticoid là ngắn ngày mà an toàn nhất ha. Corticoid gần như nó không có chống chỉ định cho trường hợp các bạn sử dụng ngắn ngày. Cushin thì ví dụ NSAID thì nhiều chống chỉ định rồi ha. Thuốc tiêu hóa, bệnh lý tim mạch, suy thận, suy gan, cái gì cũng chống chỉ định hết đó. Và Cushin thì những trường hợp mà suy thận thì mình phải giảm liều. Còn corticoid thì trường hợp nào cũng sử dụng được hết. À, chúng ta có một trong ba thử. Rồi, đó điều trị đợt cấp nha. Điều trị đợt cấp sử dụng một trong ba thứ. Đơn giản vậy thôi ha, không cần nhớ nhiều, một trong ba thứ Cushin, NSAID, corticoid. Và bước thứ ba đó là điều trị hạ acidic máu. Rồi, cái điều trị hạ acidic máu là cái thứ mà rất là nhiều bác sĩ sai, và cho đến giờ bác sĩ ra trường vẫn sai, sai một cách thường xuyên. Rồi, các bạn cứ nhớ cái cột cuối cùng thôi ha, ACR 2020 thôi ha, cứ nhớ cột cuối cùng là được. Thì ở đây mình sẽ có ba màu, một cái màu xanh, một cái màu đen với một cái màu vàng, đúng không? Cái màu xanh là bắt buộc, cái màu đen là gì? Có thể xem xét, và cái màu vàng là chống chỉ định. À, chống chỉ định. Thì khi nào chúng ta sẽ điều trị hạ acidic máu hoặc là bệnh nhân có nốt tô phi nè, hoặc là bệnh nhân có tổn thương trên X quang, thì thường hai cái này là cho thấy là bệnh nhân bị lâu năm rồi, đúng không? Hoặc là bệnh nhân bị trên hai đợt cấp mỗi năm, từ hai đợt cấp mỗi năm trở lên á. Từ 2 đợt cấp mỗi năm trở lên. Rồi, đó là bắt buộc phải dùng thuốc hạ acidic máu. Cái mức, cái xem xét là hoặc, tức là bệnh nhân có từ 1 đến 2 đợt cấp thôi. Trên 1 đợt cấp nhưng mà không thường xuyên, nghĩa là sao? Tức là bệnh nhân có 1 đợt cấp mà mỗi năm thôi. Ha, 1 đợt cấp mỗi năm thôi. Ha. Có khi 2-3 năm bệnh nhân mới bị 1 đợt cấp một lần. Thì chúng ta cũng không có đi, cứ là xem xét thôi. Rồi, cái thứ hai là bệnh nhân vô đợt, vô cái đợt đầu tiên, vô cái đợt đầu tiên mà bệnh nhân có suy thận mãn giai đoạn 3, hoặc là acidic máu trên 9 mg/dL, hoặc là như có sỏi thận à, thì những cái này chúng ta có thể xem xét, xem xét để điều trị hạ acidic máu. Rồi chống chỉ định. Chống chỉ định là cái chống chỉ định này là thứ mà mọi người hay sai, đó là tăng acidic máu mà chưa từng có đợt cấp nha. Tức là bây giờ bác các bạn đi khám sức khỏe tổng quát, đo ra acidic máu tăng, sau rồi bác sĩ cho thuốc hạ acidic máu, đó là sai ha, nếu như các bạn chưa từng bị viêm khớp bao giờ ha, đó là sai ha. Thậm chí là ngay cả đợt đầu tiên người ta cũng rất là thận trọng, thấy không? Đợt đầu tiên nếu mà hoàn toàn khỏe mạnh chúng ta cũng đâu có dùng thuốc hạ acidic máu. À, đợt đầu tiên có dùng, bệnh nhân có suy thận, bệnh nhân acidic máu rất là cao, bệnh nhân có sỏi thận mới dùng. Còn ngay cái đợt đầu tiên vô mình chẩn đoán good rồi và bệnh nhân không có bệnh gì khác hết thì chúng ta cũng không có dùng ha. Rồi, thuốc hạ acidic máu của chúng ta có gì? Chúng ta có 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm ức chế mesenchymal oxidase ha, và cái nhóm này là cái nhóm mà các bạn phải nhớ. Tại vì đây là cái thứ mà Việt Nam có thôi. Và kia Việt Nam không có. Cho nên các bạn chỉ cần nhớ vô đây đủ rồi. À, rồi, chúng ta sẽ có là thuốc ức chế mesenchymal oxidase là allopurinol hoặc là febuxostat. Thì các bạn sử dụng một trong hai cũng được. À, rồi. Thì cái allopurinol liều khởi đầu là 100 mg mỗi ngày. À, thường cũng ít khi nào hỏi liều lắm. Các bạn chỉ biết là ví dụ trong trường hợp mà chưa đạt mục tiêu, tí nữa chúng ta sẽ nói đến acidic mục tiêu thì chúng ta phải tăng liều thôi nha. Tức là chúng ta sẽ khởi đầu là 100, chúng ta sẽ tăng liều nha, nếu chưa đạt mục tiêu. Và nếu bị suy thận thì chúng ta giảm liều nha.
Rồi, allopurinol có tác dụng phụ là cái gì? Nó có hai tác dụng phụ lớn. Thứ nhất là khởi phát đợt gút cấp. Nghe lạ không? Thứ hai, acid máu làm khởi phát đợt gút cấp. À, lý do là sao? Lý do là tại vì acid máu khi tăng hoặc giảm đột ngột nó đều khởi phát đợt gút cấp hết. Tăng thì dễ hiểu rồi đúng không? Nó tăng thì nó sẽ làm lắng động tinh thể rát và kích hoạt quá trình viêm. Còn nó giảm thì sao? Nó giảm thì nó cũng... nó sẽ làm hòa tan tinh thể urat và trong quá trình hòa tan nó sẽ làm vỡ các cái miếng tinh thể. Thì đơn giản thôi, các bạn cứ lấy ví dụ giống như là các tảng băng ở Bắc Cực hay Nam Cực mà bị vỡ ra, chuyện xảy ra bình thường nó sẽ tan ra đúng không? Nó tan này thì đến một ngày đẹp trời lâu lâu cái nó vỡ nguyên mảng to đúng không, thì cái mảng to đó sẽ gây viêm, thì cái tinh thể urat cũng y hệt vậy đó. Thì khi mà các bạn cho thuốc hạ sữa máu ra thì nó sẽ hòa tan những cái tinh thể urat đó ra. Thì có những trường hợp là nó hòa tan ra êm xuôi không có vấn đề gì hết. Có trường hợp bệnh nhân xuôi á, nó bị vỡ cái mảnh nó ra và nó gây kích hoạt quá trình viêm, nó gây viêm ha. Đó, đó là cái cơ chế và lý do vì sao chúng ta điều trị hạ sữa máu mà bệnh nhân vẫn có thể vô được gút cấp là vậy. Rồi, đó là cái tác dụng phụ thứ nhất. Cái tác dụng phụ thứ hai á là cái tỷ lệ dị ứng tương đối cao, đặc biệt là người châu Á ha. Cho nên là châu Á thì người ta cần phải kiểm tra cái gen này. Thì dị ứng nhẹ nhất là bệnh nhân chỉ nổi mẩn thôi, nặng hơn bệnh nhân có thể bị hội chứng Stevens-Johnson hoặc là viêm da bóng nước, có thể gây tử vong ha. Cái trường hợp mà Stevens-Johnson hoặc là bị TENS đó, tức là viêm da bóng nước đó, thì thường là phải nhập hồi sức. Nhập hồi sức. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải khởi đầu liều thấp. Người ta thấy là khởi đầu liều thấp để cơ thể làm gì? Nó quen nó đi ha, quen nó đi. Thì nó thì nguy cơ dị ứng nó thấp. Febuxostat thì cơ chế nó cũng giống allopurinol thôi, chỉ có điều là nó ít bị dị ứng. Nó có thể sử dụng được ở bệnh nhân suy thận mà không cần phải thay đổi liều. Ha, rồi. Đó, và febuxostat thì có bất lợi là đắt thôi, đắt tiền hơn thôi. Rồi, đó là cái nhóm thứ nhất, là cái nhóm ức chế cái men xanthinoxida, tức là cái men mà chuyển, cái men mà tạo thành acylic, cái men thoái hóa purin thành acylic. Rồi, cái nhóm kế tiếp là cái nhóm uric gas, thì các bạn thấy cái chữ AS này có nghĩa là gì? Phân hủy, nó là cái enzyme phân hủy ha, tức là cái enzyme này nó sẽ cắt cái tinh thể uric ha. Thì nó là beclotica, ở Việt Nam mình không có đâu ha, và còn có cũng ai dám dùng hết đó. Nó là truyền tĩnh mạch mỗi 2 tuần và tỷ lệ dị ứng rất là cao, các bạn sẽ thấy đây là 25%. À, 25% là cực kỳ cao á, tức là cứ 4 người truyền thì 1 người bị dị ứng. À, cho nên ở Việt Nam cũng có nữa. À, rồi. Cái nhóm thứ 3 là nhóm tăng thải acid qua thận. Nhóm tăng thải acid qua thận. À, thì chúng ta có một số này thì các bạn ở Việt Nam mình á có thể có propanacid, nhưng mà kiếm cũng khó lắm ha, có rất là khó kiếm. Nhiều khi đi cả thành phố này may ra được kiếm được nhà thuốc, hai nhà thuốc thì có thuốc propanacid, còn hầu hết trong bệnh viện là không có. Rồi, ngoài ra mình có một số thuốc mà các bạn sẽ thấy khá là quen, ví dụ losartan nè, atorvastatin hoặc là fenofibrat, nó có tác dụng là tăng thải acid qua thận mức độ nhẹ thôi ha. Thì trong trường hợp ví dụ bệnh nhân có chỉ định sử dụng những thuốc này, ví dụ bệnh nhân có rối loạn mỡ máu, hoặc là bệnh nhân có bệnh thận mãn, đái tháo đường, hoặc là bệnh nhân có tăng huyết áp, hoặc là suy tim gì đó, có chỉ định thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc này thay cho những cái thuốc khác cùng nhóm. Nó sẽ có tác dụng làm tăng thải acid qua đường thận. Bây giờ cách chúng ta sử dụng như thế nào ha, các bạn nhớ cột cuối cùng rồi ha. Thì đầu tiên vẫn là allopurinol. Và thứ hai trong trường hợp allopurinol mà chúng ta không đạt mục tiêu, tức là acylic máu không đạt mục tiêu hoặc là bệnh nhân bị dướng với allopurinol, thì chúng ta chuyển qua febuxostat. À, hoặc là bệnh nhân suy thận nặng quá thì chúng ta có thể chuyển qua febuxostat. Chúng ta sử dụng febuxostat tới liều tối đa. Mà bệnh nhân acylic máu vẫn không đạt mục tiêu thì chúng ta có thể thêm propanacid vô. Thêm propanacid tức là sử dụng kết hợp febuxostat với propanacid. Rồi, trong trường hợp không đạt mục tiêu nữa thì Việt Nam mình bó tay. Nước ngoài thì có beclotica.
Ở Việt Nam mình thì có thể kết hợp thêm gì? Các bạn có thể kết hợp thêm losartan đó, hoặc là atorvastatin gì đó cũng được. Rồi đây là một điểm mới, à, thực ra cũng không có mới lắm nhưng mà mới hơn từ 2020 rồi. Tức là bây giờ chúng ta hạ steroid, chúng ta bắt đầu ngay trong đợt cấp nếu bệnh nhân có chỉ định. Hồi xưa thì tại vì nó có tác dụng phụ là gì? Làm khởi phát đợt gút cấp, đúng không? Cho nên hồi xưa khi người ta sử dụng thì ta tăng ngại là ví dụ ta bệnh nhân đang vô đợt gút cấp mà chúng ta sử dụng thuốc hạ steroid máu thì có thể là cái chúng ta không có kiểm soát được cái đợt gút cấp đó. À, nhưng mà sau này người ta làm nghiên cứu thì thấy là dùng dùng aspirin trong đợt cấp hay ngoài đợt cấp thì cũng được hết á, nó cũng không có làm cho đợt cấp kéo dài hơn. Cho nên bây giờ chúng ta có thể sử dụng trong đợt cấp cũng được, hay là ngoài đợt cấp đều được, chỉ cần có chỉ định là được. À, cái này bỏ qua đi, cái này mấy cái nghiên cứu thôi. Rồi, hay là điều trị hạ aspirin trong kèm các bệnh đồng mắt ha. À, ví dụ như bệnh nhân có chỉ định dùng lợi tiểu thì chúng ta nên tránh lợi tiểu thiazide. Nếu bệnh nhân có tăng huyết áp hoặc là có các chỉ định điều trị những cái thuốc mà ức chế mang chuyển hoặc là ức chế thụ thể thì chúng ta ưu tiên losartan. À, rồi aspirin đó là một trong những chất, những thuốc mà có thể làm tăng steroid máu. Tuy nhiên chúng ta hồi trước á, mọi người hay thắc mắc là bây giờ bệnh nhân vậy chúng ta có ngưng aspirin hay không? Thì câu trả lời là không. À, lý do tại sao? Tại vì aspirin mục đích của nó là gì? Dự phòng biến cố tim mạch, đúng không? Và chúng ta mục tiêu của hạ steroid máu cũng là dự phòng biến cố tim mạch. À. À, và cái việc ngưng aspirin đó, nó có nhiều tác hại hơn là việc chúng ta tiếp tục sử dụng nó. Tại chúng ta sử dụng nó có nguy cơ ra đợt gút cấp thôi. Và đợt gút cấp ra làm gì? Đâu chết đâu, đúng không? Không uống thuốc mấy ngày sau nó cũng hết mà. À. À, cho nên là aspirin á thì nó quan trọng hơn, à, quan trọng hơn so với được gút cấp. À, rồi rồi tóm lại cái này ta phải nhớ cái gì, à quên, còn cái mục tiêu điều trị hạ steroid nữa, cái này phải nhớ ha. Hồi xưa nó còn chia ra nhiều mức, bây giờ chỉ cần nhớ mức thôi là dưới 6 mg trên đề xi lít. Và đa số trường hợp là chúng ta duy trì suốt đời, trừ trường hợp bệnh nhân có các bệnh lý cấp tính nào đó làm khởi phát được gút cấp, ví dụ ha. Ví dụ bệnh nhân do suy thận cấp, hoặc ví dụ bệnh nhân vô giống như hồi nãy anh nói những cái yếu tố mà thoáng qua thôi đó, ví dụ do suy thận cấp nè, ví dụ bị gì, ví dụ bệnh nhân bị bỏng nè, hoặc là bệnh nhân bị điều trị hóa trị ung thư, hoặc là bệnh nhân suy huyết tiêu hóa mà bệnh nhân chỉ có bị tăng suất huyết máu thoáng qua thôi, do tăng tăng gì, do tăng nạp vô ha. À, thì những trường hợp đó thường cũng những trường hợp đó cũng hiếm khi nào mà bệnh nhân bị gút lắm, nhưng mà cũng có. À, thì chúng ta không cần phải điều trị suốt đời. À, thì đó cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu bệnh nhân thật ra nếu bệnh nhân mà những trường hợp đó thì đa số là bệnh nhân cũng không có đủ chỉ định để điều trị hạ steroid, đúng không? Tại bệnh nhân mới đợt vô có đợt cấp duy nhất à, đúng không? À, bệnh nhân vô có đợt cấp duy nhất à, cho nên bệnh nhân đâu có đủ chỉ định hạ steroid. À. Còn đa số các trường hợp mà đủ chỉ định thử sử dụng thuốc hạ steroid là đa số chúng ta phải duy trì suốt đời. Thì đây là lý do tại sao ha, tại vì khi mà nồng độ dưới 6 thì cái nguy cơ hạ steroid, nguy cơ đợt gút cấp rất là thấp. Rồi. Để chúng ta đến mấy phần rồi. Ba phần rồi đúng không? Cái phần thứ tư đó là dự phòng đợt gút cấp. À, tại sao ta phải dự phòng? Là tại vì khi mà nồng độ axit máu nè nó chưa đạt cái mục tiêu á thì bệnh nhân vẫn có khả năng vào đợt gút cấp ha. Rồi cho nên chúng ta phải dự phòng. Ta dự phòng bằng gì? Cũng bằng một trong ba thứ mà chúng ta điều trị đợt cấp thôi, chỉ có điều chúng ta sử dụng liều thấp, hoặc là chúng ta dùng NSAID liều thấp, hoặc là colchicine liều thấp, hoặc corticosteroid liều thấp ha. Một trong ba thứ mà sử dụng liều thấp. Sử dụng bao lâu? Ở đây người ta sẽ sử dụng tối thiểu đến 3 đến 6 tháng. À, nếu câu tối thiểu thì dễ rồi. Nhưng ví dụ như bây giờ đến khi nào? Như 3 tháng chúng ta ngưng không? 3 tháng là tối thiểu rồi. Chúng ta dùng kéo dài hơn được không? Đúng không? Ừ, tối thiểu thì dễ rồi. Nhưng mà đến khi nào mới cụ thể? Thì thông thường á là chúng ta phải, thứ nhất là phải aspirin máu phải đạt mục tiêu. Nha, tại aspirin không đạt mục tiêu thì có nguy cơ được cung cấp dễ rồi ha.
Thứ hai á là bệnh nhân hết Notofi. Tại sao? Thì Notofi nó vẫn có khả năng bị vỡ và nó sẽ dẫn đến gút cấp. À. Và cái thứ ba là trong vòng 3 đến 6 tháng vừa rồi đó, Asuric, bệnh nhân không có đợt gút cấp. Ok. Nhưng đầu tiên là bệnh nhân phải có đạt được Asuric mục tiêu đó ha. Nếu mà Asuric chưa đạt mục tiêu mà các bạn 6 tháng rồi mà chưa đạt được mục tiêu mà các bạn ngừng thì khả năng là bệnh nhân vẫn có thể bị đợt gút cấp lại ha. Cái này chỉ là tối thiểu thôi. Rồi, được chưa? Thì túm lại, đây là những điều cần nhớ. Thứ nhất á, là phần lớn các trường hợp ta sử dụng máu là bệnh nhân không có triệu chứng. À. Rồi, điều trị mình sẽ có gì? 4 cái, điều trị không dùng thuốc, điều trị thật cấp, điều trị hạ sử dụng máu và điều trị dự phòng đợt cút cấp. Nha. Rồi, không điều trị hạ sử dụng ở những bệnh nhân chỉ ta sử dụng máu không triệu chứng nha. Câu này năm nào cũng hỏi đó. Bắt đầu dùng thuốc hạ sirit ngâu ngay trong đợt cấp ha. Tức là ngay trong đợt cấp dùng cũng được, ngoài đợt cấp dùng cũng được ha, lúc nào dùng cũng được ha, chứ không bắt buộc phải đợi hết đợt cấp. Và đa số cần thử rồi, cần gì cần nhớ nữa. Điều trị đợt gút cấp thì mình dùng gì? Ba thứ thôi. Oxyen, corticoid, NZ. Rồi dự phòng. Cũng ba thứ đó thôi đúng không? Ừ. Hạ sirit máu nhớ gì? Allopino, febuxostat. Rồi probenecid. À, dễ không? Quá dễ. Gì đủ hơn? Mục tiêu là nhiêu? À, rồi xong, vậy đủ rồi đó. Rồi. À, rồi xong, chúng ta sẽ qua cái bài kế. Nhanh, sắp hết giờ rồi. Bài kế.